Volkswagen mất vị thế tại châu Âu, kế hoạch đóng cửa nhà máy sau 87 năm. Volkswagen có thể phải đóng cửa tới 3 nhà máy ở Đức và sa thải hàng chục nghìn công nhân khi tìm cách giành lại lợi thế tại châu Âu trong bối cảnh doanh số bán hàng sụt giảm. Động thái, nếu xảy ra, sẽ trở thành sự kiện chấn động hiếm hoi suốt 87 năm lịch sử của hãng, đồng thời là đòn giáng mạnh hơn nữa vào nền kinh tế vốn đã đình trệ. Daniela Cavallo, đứng đầu hội đồng đại diện cho nhân viên công ty tại Đức, cho biết việc đóng cửa theo đề xuất nằm trong kế hoạch đã trình lên hội đồng công nhân trước đó. Công ty muốn đóng cửa ít nhất 3 nhà máy Volkswagen, thu hẹp quy mô tất cả các nhà máy còn lại, thoái vốn khỏi các lĩnh vực cốt lõi và trên hết là cắt giảm lương đáng kể đối với những nhân viên còn lại. Cũng theo bà Cavallo, Volkswagen còn đang cân nhắc cắt giảm lực lượng lao động tại các nhà máy vốn vẫn đang hoạt động tại Đức. Về mặt cụ thể, điều này có nghĩa là phải cắt giảm nhiều sản phẩm, khối lượng, ca làm việc và toàn bộ dây chuyền lắp ráp. Volkswagen là thương hiệu chủ lực của tập đoàn Volkswagen, bao gồm cả Audi và Porsche. Lịch sử của công ty gắn liền với sức mạnh kinh tế và công nghiệp của đất nước sau Thế chiến II. Nền kinh tế địa phương của toàn bộ các vùng trên khắp đất nước cũng phụ thuộc vào Volkswagen và những người lao động được trả lương cao ngất. Volkswagen từ chối bình luận về chi tiết kế hoạch, nói rằng hãng sẽ chỉ làm như vậy khi công ty và đại diện nhân viên cùng đồng tình. Tuy nhiên trong một tuyên bố, các nhà quản lý cho biết nhu cầu giảm và cạnh tranh ngày càng tăng sẽ thôi thúc việc thay đổi cấu trúc hiện tại. Gunnar Kilian, một thành viên hội đồng quản trị, cho biết trong tuyên bố, nếu không có các biện pháp toàn diện để lấy lại khả năng cạnh tranh, chúng tôi sẽ không thể chi trả cho các khoản đầu tư đáng kể trong tương lai. Người phát ngôn của Olaf Scholz, Thủ tướng Đức, cho rằng những quyết định quản lý sai lầm có thể là nguyên nhân khiến Volkswagen gặp rắc rối. Người lao động chắc chắn bị liên lụy. Mục tiêu hiện nay là duy trì và đảm bảo việc làm, người phát ngôn Wolfgang Büchner phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo The New Times, Đức là nền kinh tế duy nhất trong 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới bị dự đoán sẽ trì trệ trong năm nay. Nền kinh tế có thể sẽ suy giảm 0,2% vào năm 2024, so với dự báo trước đó là tăng trưởng 0,3%. Tháng trước, Volkswagen cho rằng việc đóng cửa nhà máy tại Đức là cần thiết để các thương hiệu chủ lực có thể duy trì tốt hoạt động. Sản xuất ô tô là ngành công nghiệp quan trọng nhất của Đức, đóng góp 564 tỷ euro hay 610 tỷ USD cho nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, sản xuất ô tô cũng phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất Đức đã bán được khoảng 4,3 triệu ô tô vào năm 2021, theo Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng xe điện sản xuất trong nước, từ đó khiến nhu cầu đối với xe Đức sụt giảm. Kể từ khi đại dịch xảy ra, nhu cầu về ô tô ở châu Âu giảm khoảng 500.000 chiếc, như các nhà lãnh đạo Volkswagen đã nhiều lần chỉ ra. Con số đó tương đương với sản lượng của 2 trong số 10 nhà máy của Volkswagen tại Đức, theo Arno Anlis, giám đốc tài chính của Volkswagen. Tôi và các đồng nghiệp của tôi đang lo lắng về công việc của mình, Britta John, một nhân viên của Volkswagen nói. Tình hình thực sự nản lòng. Hiện tại, Volkswagen sử dụng 60.000 nhân viên tại Wolfsburg và cũng nhiều như vậy tại tiểu bang Lower Saxony, miền trung nước Đức, nơi đa số các nhà cung cấp ô tô chỉ tồn tại nhờ nhu cầu của hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu. Quyết định đóng cửa nhà máy theo đó sẽ tạo ra tác động không hề nhỏ. Helena Wittberg, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Australia ở Wolfsburg, người trước đây từng làm việc cho công ty này, cho biết đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Volkswagen kể từ đầu những năm 90. Được biết tại Volkswagen, một số công nhân đã bị giảm lương vì công ty cắt giảm ca đêm. Thông thường, hầu hết sẽ luân phiên làm việc vào ca sáng, chiều và đêm. Ca đêm có mức thù lao cao nhất nên mất nó đồng nghĩa với thu nhập giảm mạnh. Nhiều đồng nghiệp của tôi bắt đầu gặp vấn đề với khoản thế chấp, một công nhân tên Littau nói. Đó là công việc đòi hỏi thể lực. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Thị trưởng Wolfsburg, Dennis Weimann, nói với tờ Financial Times rằng ông có thể cảm nhận được sự thất vọng ngày càng tăng của cư dân thành phố. Tất nhiên, có mối lo ngại ngày càng tăng về việc làm, ông nói và cho biết những tai ương xoay quanh Volkswagen thậm chí còn đặt ra nhiều vấn đề hệ lụy đằng sau. Cha tôi và cả hai ông của tôi đều làm việc cho Volkswagen. Volkswagen như một phần bản sắc của nước Đức. Lãnh đạo phe đối lập Đức tuyên bố Thủ tướng Scholz sợ ông Putin. Thủ tướng Scholz là người duy nhất cản trở việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mạnh hơn, bao gồm tên lửa tầm xa Taurus. Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ, CDU, nói với đài truyền hình AK của Đức. Ông Merz là người từ lâu đã ủng hộ nhiệt thành việc hỗ trợ tích cực hơn cho Kiev và có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga.
cho rằng việc cung cấp Taurus cho Ukraine sẽ là một phần trong chính sách răn đe hiệu quả của Đức. Thủ tướng Scholz đã nhiều lần lập luận rằng việc quân đội Ukraine sử dụng những vũ khí như vậy sẽ đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ Berlin và sự hiện diện của các chuyên gia Đức trên thực địa. Ông cũng khẳng định rằng ông sẽ không cho phép quân đội của quốc gia này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 28 tháng 10, ông Merz tuyên bố rằng việc chuyển giao Taurus sẽ không phải là tham gia vào cuộc xung đột. Sau đó, chính trị gia này tuyên bố rằng răn đe luôn là một mối đe dọa. Nếu chúng ta ở phương Tây sợ tự vệ, thì ông Putin đã thắng một nửa cuộc chiến này chống lại tất cả chúng ta rồi, Merz lập luận. Ông Scholz rõ ràng là sợ, ông Merz nói, đồng thời nói thêm rằng đây không chỉ là ý kiến mà đúng hơn là một niềm tin. Chính trị gia này được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên của đảng ông cho chức thủ tướng tại cuộc bầu cử liên bang vào năm tới và có thể là một trong những đối thủ chính của ông Scholz, nếu nhà lãnh đạo đương nhiệm cũng quyết định ra tranh cử. Đầu tháng 10, Thủ tướng Đức đã tái khẳng định lập trường của mình về tên lửa Taurus, nói rằng ông không cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp. Ông cũng cho biết Berlin sẵn sàng đàm phán hòa bình ở Ukraine với Moscow. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro, 11,19 tỷ đô la, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev sẽ kéo NATO tiến gần hơn đến sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Mùa hè này, ông Putin cho biết sự hỗ trợ của phương Tây cho các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là một sự leo thang đáng kể và có thể gây ra phản ứng bất đối xứng. Tháng trước, Tổng thống Nga cũng đã ra lệnh thay đổi học thuyết hạt nhân của quốc gia này, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị một quốc gia phi hạt nhân tấn công nhưng được một quốc gia hạt nhân hậu thuẫn. Kinh tế Đức suy yếu. Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, tiếp tục suy yếu trong quý 3 và xu hướng này có thể sẽ kéo dài sang cả quý 4. Đó là nội dung báo cáo hàng tháng vừa được Bộ Kinh tế Đức công bố. Báo cáo của Bộ Kinh tế Đức được đưa ra trong bối cảnh rủi ro suy thoái đang che mờ triển vọng kinh tế nước này. Hồi tuần trước, Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đã đề cập đến khả năng nền kinh tế số 1 châu Âu sẽ có năm suy giảm thứ hai liên tiếp. Ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức cho biết, trái ngược với những gì đã được đưa ra trong dự báo mùa xuân. Chúng tôi buộc phải điều chỉnh dự báo kinh tế từ tăng trưởng 0,3% xuống thành suy giảm 0,2% trong năm nay. Mặc dù không quá bi quan như chính phủ Đức, các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg cũng nhận định, kinh tế Đức đang trải qua một cuộc suy thoái nhẹ và GDP của năm 2024 sẽ không tăng trưởng. Các yếu tố dẫn tới sự suy yếu của kinh tế Đức bao gồm sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ Nga, số đơn hàng xuất khẩu từ Trung Quốc không như mong đợi, những khó khăn của ngành sản xuất ô tô và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề. Việc một số công ty công nghiệp hàng đầu cắt giảm hoạt động càng khiến tình hình thêm ảm đạm. Thị trường hiện đang chờ đợi các dữ liệu GDP chính thức quý 3 sẽ được công bố vào cuối tháng này. Bên cạnh đó là báo cáo tài chính từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Đức. Ông Tim Oexner, chuyên gia cấp cao về cổ phiếu và thu nhập cố định, công ty Stilbing AG cho hay, chúng ta sẽ cần theo dõi các báo cáo tài chính riêng lẻ của các doanh nghiệp, đặc biệt là từ ngành công nghiệp ô tô. Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức ở góc độ là một điểm đến của giới kinh doanh. Các chuyên gia và giới chức chính phủ Đức kỳ vọng, sau khi suy yếu trong năm 2024, nền kinh tế Đức sẽ khởi sắc hơn trong năm 2025, với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 1,1%. Đến năm 2026, tăng trưởng có thể đạt 1,6%, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng tiêu dùng tư nhân và lạm phát ổn định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!